Thưa quý vị, xác định phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Thời gian qua, thành ủy Đà Nẵng đã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, từ đó tạo ra bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thời gian qua, Ban chỉ đạo thành ủy Đà Nẵng về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tập trung vào việc đôn đốc đã nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong định giá trong tố tụng hình sự, với các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, yêu cầu các cấp ủy Đảng chỉ đạo các cơ quan tố tụng thành phố chịu trách nhiệm về đẩy nhanh tiến độ xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo chứng cứ, không bỏ lọt tội phạm, hành vi phạm tội, thu hồi triệt để các tài sản bị chiếm đoạt thất thoát. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tiếp tục được quan tâm, chú trọng, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân trong lĩnh vực này. Phát huy các kết quả đạt được, năm 2023, Thành ủy Đà Nẵng đã xác định phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong toàn đảng bộ. Tập trung công tác thanh tra, điều tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng vào các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm để qua đó phát hiện, khắc phục các sơ hở trong cơ chế pháp luật và công tác quản lý nhà nước ở các cấp. Đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền thì phải đi đôi với công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực thi công vụ vì mục đích tư lợi và tham nhũng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đó cũng là tinh thần được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục nhấn mạnh tại phiên họp thứ 23 vừa qua. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được Ban Chỉ đạo đặt ra, đó là các cơ quan chức năng tiếp tục xây dựng được nhiều cơ chế, thể chế, chính sách quy chế để không thể, không dám, không muốn và không cần tham nhũng, tránh bệnh sợ trách nhiệm, sợ sai không dám làm, chống tình trạng tham nhũng tập thể, tham nhũng có tổ chức, lợi ích nhóm. Các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Ngăn ngừa là chính, còn xử là phải xử nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với lương tâm, tình cảm. Rồi chúng ta nói là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Mà chúng ta làm một cách rất là bài bản, thuyết phục, kỷ luật đảng đi trước, kỷ luật hành chính tiếp theo, xử lý hình sự thứ ba. Nhìn chung, đến nay tình hình công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Đà Nẵng đã được triển khai toàn diện, quyết liệt bám sát các chủ trương, đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Do đó, vị trí xếp hạng công tác phòng chống tham nhũng của Đà Nẵng do thanh tra chính phủ đánh giá cũng đã cải thiện qua hàng năm. Bên cạnh việc khắc phục những mặt tồn tại hạn chế và triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, thì sự đồng hành ủng hộ của các đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân cùng thành phố cũng rất quan trọng để phát huy kết quả phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn.